Sư đoàn 10, quân đoàn 3 là đơn vị được chọn làm điểm cho toàn quân về xây dựng điều chỉnh lực lượng theo tổ chức biên chế mới, tinh, gọn, mạnh, được tăng cường thêm một số vũ khí trang bị mới. Đó là yêu cầu cao về nhiệm vụ, cũng là động lực lớn để cán bộ chiến sĩ sư đoàn không ngừng tạo đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đây là năm thứ hai súng STV-380 được Trung đoàn 66 Sư đoàn 10 đưa vào huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ tân binh. Là vũ khí mới được biên chế, nhưng thành tích bắn của bộ đội đạt kết quả cao, tỷ lệ khá giỏi chiếm trên 85%. Để có kết quả đó, ngoài việc giúp chiến sĩ nắm rõ tính năng, cấu tạo, cách sử dụng, thì trong quá trình huấn luyện, cán bộ đơn vị luôn theo sát, uốn nắn, điều chỉnh cụ thể từng yếu lĩnh động tác, tạo sự tự tin cho bộ đội. Về đây là vũ khí trang bị mới, mới được biên chế nên là về cái độ thuần thục, về tính năng kỹ thuật cũng như là cách thức sử dụng thì còn hạn chế. Còn về cái thuận lợi thì do đây là cái vũ khí trang bị mới nên là cái độ chính xác của súng nó sẽ cao hơn và cách thức sử dụng đối với thước ngắm thì cũng là dễ dàng hơn. Đến nay, các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 đã cơ bản ổn định theo mẫu biểu biên chế mới. Đơn vị cũng kết hợp, vận dụng tốt những bài học kinh nghiệm chiến đấu và thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để tạo đột phá, kết hợp huấn luyện với hội thi, hội thao các cấp. Cán bộ là phải làm chủ được vũ khí, trang bị, phương tiện mới. Quá trình huấn luyện là phải truyền đạt cho bộ đội nắm được về vũ khí trang bị mới một cách toàn diện, đầy đủ. Quá trình huấn luyện là các cái chiến sĩ pháo thủ là phải thành thạo được các cái số. Trong quá trình đó là chúng tôi kết hợp giữa kiểm tra, hội thao, đánh giá kết quả. Và thực tế là đơn vị đã thực hiện nội dung này vào các buổi chiều thứ sáu. Duy trì thường xuyên việc kiểm tra các phương án sẵn sàng chiến đấu để nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng của các lực lượng, các bộ phận cũng là một cách làm phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong đó chú trọng kiểm tra sức cơ động, khả năng chiến đấu độc lập, tác chiến ban đêm trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao và diễn tập hiệp đồng quân minh chủng. Tổ chức điều chỉnh quân số, rồi tiếp nhận vũ khí trang bị, rồi tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ và huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị mới là kết quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của sư đoàn lên một bước mới. Vinh dự được lựa chọn thực hiện theo mẫu biểu biên chế mới cũng đồng nghĩa nhiệm vụ của Sư đoàn 10 sẽ cao hơn, các hoạt động phải mẫu mực hơn. Bằng nỗ lực đúng hướng, đúng trọng tâm, kết quả mọi mặt công tác của Sư đoàn 10 ngày càng chuyển biến vững chắc.